Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Thầy ơi, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Tên này vô cùng mạnh. Không hay nó xông qua đây rồi. Nhanh ra phía sau tôi. Thầy ơi, đây. Giao Long. Không ngờ ở đây còn gặp phải yêu ma cấp thống lĩnh. Ấy, ta sẽ diệt ngươi trước để tránh ngươi gây họa. Muốn chạy sao? Tớ nhận, thầy. Di chuyển trong nháy mắt. Thiên diễm tang lễ, lửa địa ngục. Thương. Xem ra bọn nó đã tích lũy oán hận rất lâu. Du sư sư nói bọn nó là thiên địch. Chờ chút, cậu đã gặp Du sư sư rồi. Đúng vậy, là cô ta nói với em các đứa trẻ vì đầu nhện này mới bị trúng độc. Bây giờ thì tốt rồi, đầu nhện đã chết, mọi chuyện đã được giải quyết. Du sư sư. Thầy, chúng ta hãy nhanh đi thông báo cho vệ binh trưởng đi. Mọi người đều đang đổ oan cho cô ta. Cậu không cảm thấy số lượng của Phi Nga nhiều hơn rồi sao? Nhanh về trấn nhỏ, tôi có một cảm giác không lành. Ơi, cuối cùng ta đã đợi được tới ngày hôm nay rồi. Ơi, bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy. Chỉ dựa vào các người ư? Đi chết hết đi. Thầy, Phi Nga ở trong trấn diệt thành rồi. Mọi người yên tâm, bọn họ đi cứu Du Sư Sư sẽ không làm hại đến dân trong trấn đâu. Ngu ngốc, cậu còn tin tưởng cô ta sao? Thầy, Du Sư Sư muốn lợi dụng cậu để giúp cô ta trừ khử cái đầu nhện này. Chết tiệt, lúc đó sao mình lại không nghĩ ra chứ? Cô ta ngăn chặn dòng nước chảy là vì tuần hoàn của nước của Tiêu viện trưởng sẽ sản sinh ra kết giới ngăn chặn sự phát triển của cô ta. Sao có thể xáo lại như vậy chứ? Đi theo tôi. Dạ. Cô ta ở kia. Thầy, em sẽ đi hỏi cho rõ. Tại sao cô lại lừa tôi? Anh không nhìn thấy bọn họ đối xử với tôi như thế nào sao? Kẻ địch của cô đã chết rồi, không thể nào bỏ qua cho những người vô tội được sao? Tha cho họ sao? Cậu đúng là một tên nam sinh ngây thơ. Đây là do bọn họ tự chuốc lấy mà thôi. Từ trước đến nay, bọn họ chưa bao giờ bỏ qua cho Nga tộc của chúng tôi. Liệt Hà Chi Hỏa, Thiên Diễm Quyền Vũ, các Phi Nga xông lên. Các ngươi bớt nói chuyện bao đồng lại đi, để ta xem thử ngươi rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Các Phi Nga, đi đi. Ơi, ta xem thử các ngươi trốn đi đâu được. Bạch Hồng Phi, cậu và các người khác đi bảo vệ dân trong trấn. Dạ thầy. Đáng ghét, có bản lĩnh thì cậu đừng trốn nữa. Ai nói là tôi sẽ trốn? Niệt Hà. Đáng ghét. Độc Hoa Phấn, Tiểu Viêm Cơ phụ thể. Nên kết thúc rồi. Song Viêm Kiếm. Tôi đã từng nói chỉ cần cô tha cho dân trong trấn ở nơi này, tôi sẽ có thể tha cho cô một mạng. Mơ đi. Nếu đã vậy, tôi chỉ đành phải thay thành đạo mà thôi. Quả cầu nữa. Dừng lại đi. Nhanh dừng lại đi mà. Mấy thứ dựa vào người sống để lưu giữ tinh khí này, không thể nào giữ lại được. Là do ngươi đã ép ta, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Bạch Hồng Phi, cậu thế nào rồi? May mà có thầy hướng dẫn và mọi người ở đây, nếu không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cô thật sự cảm thấy như vậy có thể nhốt được bọn ta sao? Ngọn lửa của ta mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô đấy. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Nói một lần cuối cùng, dừng tay lại đi. Chỉ cần ngươi tha cho các đứa trẻ, ta sẽ không đuổi cùng giết tận ngươi nữa. Ta dựa vào cái gì mà tin người? Ơi, trong mắt của ta, người là người hay yêu không quan trọng. Quan trọng là người làm cái gì.
Thế thì ngươi tính thế nào với chuyện mà Nga tộc của chúng ta làm mấy phi Nga kia bị những người ở đây hại chết thì tính sao? Nếu như ngươi vẫn muốn báo thù thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Nhưng quan trọng là ngươi có làm được hay không? Hờm vô liêm sỉ. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà những người dân ở trong trấn kia thì không may mắn như vậy đâu. Vậy thì sao? Sao ngươi lại chọn tự nhảy vào cái chết? Cũng không lo cho bản thân lựa chọn con đường sống hay sao? Ta... Trên cái thế giới này, quả thật không công bằng. Nhưng nếu như ngươi chỉ biết thù hận, chỉ có thể đem tới hủy diệt mà thôi. Làm thế nào để tuân thủ trật tự, đồng ý cùng tồn tại với con người? Đây là chuyện mà ngươi cần phải suy nghĩ. Được thôi. Các phi Nga đi đi. Ơi xin lỗi, sau này ta sẽ không bắt các người nữa đâu, cũng sẽ không bẻ cánh của các người nữa. Mẹ của đứa trẻ nhanh tỉnh dậy đi, nhìn kìa, con đã tỉnh dậy rồi. Bọn họ đều tỉnh dậy rồi, ta có thể đi được rồi chứ. Đi đi, sau này đừng hạ người nữa. Con không đi, đội săn yêu tới rồi, ngươi cũng không đi được đâu. Thầy cứ thế mà thả cô ta đi sao? Nếu để hai bên tranh đấu, ai cũng không có lợi ích gì. Nếu thật sự giết cô ta, những phi Nga kia nhất định là sẽ quay lại báo thù. Đến lúc đó sẽ càng phiền phức hơn nữa. Đi thôi, đi tới bệnh viện tìm pháp sư hệ chữa trị để chỉnh lại cánh tay của cậu. Xem ra anh rất thích hợp làm thầy giáo đấy. Bình thường thôi. Học phủ Minh Châu, Mạc Phà Mà, lần này làm tốt lắm. Cậu có cần suy nghĩ ở lại làm thầy hướng dẫn hay không? Tôi có thể giúp cậu. Không đâu không đâu, tôi tự do quen rồi. Thầy vẫn nên đem huy chương tốt nghiệp phát cho em đi. Tôi biết rồi, bỏ đi. Là tình cậu cống hiến không ít cho trường, tôi sẽ giúp cậu chọn ra một bộ trang bị thích hợp để tặng cho cậu. Không hổ danh là viện trưởng Tiêu, đúng là hào phóng thật. Không biết là có thể cho tôi bảo bối gì vậy? Bảo vật trấn giữ trường học. Ơi, là thật hay giả vậy? Tháp Tam Bộ, viện trưởng. Phần thưởng của học viện không phải là nhốt tôi vào trong đây tu luyện hơn nửa năm đấy chứ? Đi theo tôi, ở đây lại còn có một con đường, trước đây cũng không chú ý tới. Ở đây lại có nhiều bảo vật như vậy. Giáo sư Sử, vị này là Mạc Phàm, chuẩn bị tốt nghiệp, tôi đem cậu ta đến để lấy giải thưởng. Ồ, tôi đã gặp qua tên nhóc này rồi. Gặp qua sao? Sao tôi lại không thấy chút ấn tượng nào vậy? Cậu quên rồi sao? Ở trên xe khi rời khỏi Bắc Thành ư? Cậu còn hỏi tôi có cách nào để vào học phủ Minh Châu hay không? Ấy thì ra là lão tiên sinh sao? Chúng ta đúng là có duyên phận. Duyên phận? Hừm, cậu đã tốt nghiệp rồi sao? Cũng chưa thấy tới thăm tôi. Ấy đâu là hiểu lầm, tôi còn tưởng chỉ là nói đùa. Nếu như biết ngài ở đây, tôi đâu dám đến đâu. Tên nhóc này, nể tình cậu bây giờ có tiền đồ thì sẽ không so đo với cậu nữa. Mời viện trưởng Tiêu đem cậu đi xem thoải mái. Chọn cho cậu một bộ dụng ma cụ chém ma nhé, thế nào? Viện trưởng, dụng ma cụ chém ma thì thôi đi. Thủ đoạn tấn công bây giờ của tôi đã đủ nhiều rồi. Có loại phòng ngự hay không? Bây giờ tôi chỉ có huyền xà khải giáp. Trên thủ đoạn phòng ngự thì quá đơn giản rồi. Loại ma cụ phòng ngự, tôi đi xem sổ ghi chép một chút. Cậu cứ tùy ý mà xem đi nhé. Được. Kia nà, hoa văn này rất là quen mắt. Đây là chứng cứ duy nhất mà sinh vật tồn tại nào đó rất lớn mạnh để lại. Là sinh vật gì có thể để lại cơ chứ? Theo cậu, đại lục chúng ta có lịch sử vạn năm, sinh vật mạnh nhất là gì? Nghĩa nào là đồ đằng hay sao? Xem ra cậu cũng có chút hiểu biết đấy. Cậu hiểu biết về đồ đằng bao nhiêu? Tôi chỉ biết huyền xa đồ đằng. Thời kỳ trước đây, nhân loại nằm ở sinh vật giới tự nhiên là thấp kém. Nhân loại lúc đó thậm chí còn không có pháp sư. Nhân loại không bị tiêu diệt chính là vì sự che chở của đồ đằng thú. Lúc đó đồ đằng có rất nhiều, ứng thần, giao thần, xà thần và lang thần. Các bộ là khác nhau dựa vào đồ đằng thú che chở. Thời kỳ đầu tiên mà nhân loại trải qua chính là thời đại của đồ đằng thú. Thời kỳ đó nhân loại yếu ớt xem đồ đằng thú là thần. Sau đó, ma pháp của nhân loại được thức tỉnh, đã đi vào thời kỳ thức tỉnh ma pháp. Người ở thời kỳ đó bắt đầu dần dần thoát khỏi đồ đằng, muốn sở hữu lãnh địa riêng của bản thân.
Sau đó nhân loại đi vào thời kỳ ma pháp hưng thịnh. Vậy đồ đằng thú sao lại biến mất? Rất đáng tiếc, nguyên nhân đồ đằng thú biến mất đến bây giờ vẫn không ai nói rõ được. Tưởng thiếu quan, đó là một đứa trẻ tốt. Đáng tiếc sau khi cậu ta phát hiện ra di tích đồ đằng lớn mạnh nhất thì không còn quay lại. Mạc Phàm, thật sự là không trùng hợp. Ở đây không có ma cụ phòng ngự thích hợp với cậu, nhưng mà có một thứ nhất định là cậu sẽ rất thích. Là cái gì? Đây là cánh tay của Mạc Đình, một kiện ma cụ rất là đặc biệt. Cậu có thể xem nó là một nguyên tố chuyển hóa khí. Tay của Mạc Đình có thể đem những thuộc tính của nguyên tố khác nhau chuyển hóa thành thuộc tính nồi. Dựa vào tính đối kháng của cậu, ma pháp hệ lôi bình thường sẽ không làm hại được đến cậu. Mặc dù nó không phải là ma cụ phòng ngự, nhưng nếu như cậu dùng nó đem ma pháp hủy diệt khác chuyển hóa thành ma pháp lôi hệ, đối với cậu mà nói đó là một ma cụ phòng ngự hoàn hảo. Nếu nói như vậy quả thật là rất thích hợp với tôi. Nhưng mà thật sự là mạnh như vậy sao? Hay là đi thử một chút nhé. Viện trưởng Tiêu, come on. Bạo lãng, lĩnh vực bạo quần. Không tệ không tệ, quả nhiên là đồ tốt. Hãy nhớ trong thời gian ngắn nó chỉ có thể mở một lần, nhất định là phải sử dụng nó cho thật tốt. Tốt nhất là xem nó là con át chủ bài. Được, cảm ơn viện trưởng. Chung cư Kim Nguyên. Trong nhà có khách đến sao? Ấy, mùi nước hoa này rất quen. Anh Mạc Phàm, anh nén na nén nút làm cái gì vậy? Không có gì, xem thử là ai thôi. Mạc Phàm, thì ra là Tuyết Tuyết, tớ biết là cậu đến mà. Đây là trà mà tôi đặc biệt đem đến, mọi người hãy nếm thử. Nhìn màu sắc là biết trà ngon rồi. Quả nhiên, trà ngon chính là có mùi rất thơm. Ngon lắm, chỉ là cái ly này nhỏ quá không đủ để giải khát. Đúng rồi Tuyết Tuyết, trước đây không phải nói muốn tự lập môn hộ hay sao? Tiến triển có thuận lợi hay không? Tớ vừa mua được một miếng đất chuẩn bị để cho tộc sử dụng, nhưng đánh giá của Hiệp hội Ma Pháp kết quả là màu xám. Màu xám thì có ý nghĩa gì? Hiệp hội Ma Pháp sẽ dựa theo tiêu chuẩn nhất định đem miếng đất này phân thành các cấp không giống nhau. Màu xám có nghĩa là miếng đất này không xứng đáng để cho tộc sử dụng. Vì thế Tuyết Tuyết đã bị người khác ngừa hay sao? Tớ cảm thấy có người đứng phía sau cố ý ngăn cản. Thế thì tôi sẽ cùng cậu đi một chuyến tới Hiệp hội Ma Pháp, xem thử rốt cuộc bọn họ nói như thế nào. Lần này đến tớ cũng muốn nhờ cậu giúp tớ đi xem tình hình như thế nào. Có chuyện gì cần mục gia giúp đỡ, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Cao thần, rất lâu trước đây đã muốn đến tham quan, thì ra bên trong này là như vậy. Đánh giá của Hiệp hội Ma Pháp. Xin chào, mời hai vị đưa ra bảng tên của thị tộc. Mời hai vị đứng qua một bên chờ một chút. Hai vị thật sự là ngại quá, vừa nãy vẫn đang mở cuộc họp, nhất thời không thể nào đi được. Miếng đất đó của hai người tôi đã xem qua rồi, quả thật là không thích hợp để ở. Nhưng mà trước đây bạn của tôi đã từng hỏi qua, kết quả đánh giá lúc đó là không có vấn đề gì mà. Tiêu chuẩn đánh giá là thay đổi. Hơn nữa miếng đất của các người xung quanh quả thật là xuất hiện đám yêu ma. Những gì cần nói tôi đã nói rồi, mời hai vị về cho. Trước đây cậu có quên tên mập này không? Không quên, chỉ biết quyền lực của hắn rất lớn. Thật ra trước đó tớ đã hỏi qua rất nhiều người, đều nói miếng đất này có lẽ sẽ không có vấn đề. Để tớ đi theo xem thế nào. Cứ yên tâm đi. Ấy, tôi đã nhậm chức ở đây nhiều năm, vẫn chưa có người nào dám nghi ngờ sự phán đoán của tôi. Nha đầu Mục Ninh Tuyết, từ khi tu vi cao lên đã bắt đầu vong ân phụ nghĩa, bây giờ còn dám đối đầu với Mục Thị. Yên tâm, cô ta muốn đối đầu với Mục Thị, tôi sẽ để cho cô ta đến ngay cả một tộc môn tộc nhỏ bé cũng không thể nào thành lập được. Thế thì làm phiền ủy viên Phan rồi. Đợi mọi chuyện làm xong tôi sẽ thưởng cho anh. Được được, quả nhiên là thủ đoạn không thể nào để người khác nhìn thấy mà. Tớ biết ngay ủy viên Phan này có vấn đề. Có lẽ Mục Thị ra mặt tìm bộ phận Piri đặc biệt để ngăn cản cậu. Mặc dù trước đây biết xây dựng môn tộc không phải là chuyện dễ dàng, chỉ là không ngờ bản thân mới bước đầu tiên đã gặp phải sự cản trở rồi.
Nếu như đổi miếng đất khác thì sao? Chúng ta tìm người của Hiệp hội Ma Pháp hiện trường đánh giá, tên mập chết tiệt đó cũng không thể nào trực tiếp tham dự vào được. Nhưng vấn đề là tiền vốn bây giờ chỉ đủ để mua một miếng đất hoang địa mà thôi, số tiền còn lại đủ phí quét dọn mà thôi. Quét dọn? Mua một miếng đất mà cũng phần cần phải quét dọn hay sao? Khi mỗi một thế gia môn tộc xây dựng lãnh địa của bản thân, vì để đảm bảo nơi an toàn phải tiến hành quét dọn lãnh địa. Miếng đất mà không được quét dọn giá cả sẽ thấp hơn một chút, nhưng nếu như quét dọn thì cần số tiền rất lớn. Ngoài ra không còn cách nào khác hay sao? Nếu như có kết giới bảo vệ thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều, kết giới bảo vệ sẽ ngăn cách yêu ma. Nhưng nếu như cần che đậy miếng đất với diện tích lớn, kết giới bảo vệ bình thường sẽ không thể nào làm được, chỉ có đại địa chi nhụy mới có thể làm được. Nhưng mà không có thành phố nào muốn đem đại địa chi nhụy cho chúng. Đại địa chi nhụy cần sử dụng mấy ngày? Nhiều nhất là 3 ngày. Ai cứ giao cho tớ, cậu yên tâm đi mua miếng đất đi. Cậu có thể mượn được đại địa chi nhụy hay sao? Sao vậy, cậu cảm thấy tớ không làm được à? Hay là như vậy đi, chúng ta cá cược nhé, thế nào? Nếu như tớ mượn được đại địa chi nhụy thì cậu phải hôn tớ một cái. Nhàm chán, thế thì quyết định như vậy. Tùy cậu thôi, chung cư Kim Nguyên. Tuyết Tuyết, cậu ngồi nghỉ ngơi chút đi, để tớ đi gọi cuộc điện thoại. Ấy, cậu muốn dùng đại địa chi nhụy để quét dọn miếng đất hay sao? Chỉ có 3 ngày thôi. Cái này là không biết trọng nhân tài, chỉ có mình cậu nghĩ ra thôi. Đại địa chi nhụy là do cậu đoạt về. Trước khi chúng ta chưa tìm thấy chỗ mới, cậu có thể dùng bất cứ lúc nào cũng được. Thế thì cũng không cần, 3 ngày là đủ rồi. Nếu như có thể để cho Ni Man đại điện cho phía quân đội giúp tôi mở một miếng đất an toàn để chứng minh. Không vấn đề, ngày mai tôi sẽ để cho Ni Man đại đem đại địa chi nhụy cho qua. Đã xử lý xong rồi. Ê, Tuyết Tuyết, tớ đến rồi đây. Tuyết Tuyết, chuyện đại địa chi nhụy đã nói xong rồi. Cậu thật sự đã mượn được đại địa chi nhụy rồi sao? Đó là đương nhiên. Hay là rót cho cậu một ly rượu vang nhé. À đúng rồi, phải cho thêm chút nhạc nữa chứ. Cậu muốn làm cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị hôn nhau rồi. Cậu quên rồi sao? Đã đồng ý với tớ, chỉ cần tớ lấy được đại địa chi nhụy thì cậu sẽ hôn tớ một cái mà. Đợi cậu lấy được rồi hãy tính. Đừng khóc nữa. Tớ thổi cho cậu là không đau nữa đâu. Mạc Phàm này đúng là không đàng hoàng chút nào, luôn bị cậu ấy nữa. Tuyết Tuyết, mọi người có nhìn thấy tiểu hô hô của tôi ở đâu hay không? Cậu làm cái gì vậy hả? Tớ phải đi đây. Ấy, cậu quá đáng rồi đó nha.